Lại ông đi qua, lại bà đi lại, cho tôi xin ít đồng ăn cơm. Bà già này xin được nhiều tiền quá. Tôi cho bà 50.000 nha. Tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Anh kia, sao lấy tiền của bà hả? Còn ranh, biến! Anh có trả không? Tôi la lên đó! Mày thích xen vào chuyện người khác chứ gì? À? Bà nội cha mày dám đánh con gái tao! Bà ơi, con trả lại tiền cho bà nè! Bà cảm ơn cháu ngang,